tỏ quý vị và bạn đã đến với sân vận động Long Biên trong buổi chiều ngày hôm nay để chứng kiến trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ November và câu lạc bộ Đoàn Hoàn 1994. Và đội hình ra sân trong buổi chiều hôm nay của bên phía hai câu lạc bộ, bên phía FC November: Vũ Huy, Long Bin, Sau Đô, Hà Thắng, Hưng Cu Lê và Nguyễn Thành và Đoàn Trương. Còn bên phía Đoàn Hoàng 9194, đội hình ra sân sẽ là Vũ Anh Quân, Dương Văn Hiệp, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Văn Huy, Hà Phương Trung và Năm Chân Vịt. Trọng tài điều khiển chính trong buổi chiều của chúng ta trong trận giao hữu ngày hôm nay là trọng tài Trương Đình Hoàng. Và ngay trong hiệp 1 thì đội hình bên phía Đoàn Hoàng họ mặc áo cam, quần cam. Và bên phía November họ mặc áo tím trắng, quần trắng, tất cam. Bên phía November họ sẽ là người giao bóng trước trong buổi chiều ngày hôm nay. Vũ Huy, pha đánh chặn rất tốt vừa rồi là của Xuân Trương. Long Bin, người vừa có bóng vừa rồi là đội trưởng Dương Văn Hiệp của bên phía Đoàn Hoàng, rất bình tĩnh. Pha đánh chặn rất tốt của Hưng Cu Lê. Trọng tài Trương Đình Hoàng đang cho trận đấu chúng ta dừng đổi bóng. Cái này rất tốt. Một pha nhặt tuyến lại. Long Bin, cơ hội đầu tiên đã đến với November. Người vừa tung ra cú dứt điểm cuối cùng vừa rồi là Long Bin, tiền đạo đội trưởng bên phía November. Cú vẩy má ngoài rất điệu nghệ của Long Bin nhưng nó đi quá thiếu chuẩn xác để có thể đánh bại được Năm Chân Vịt. Đình Trương rất bình tĩnh. Hưng Cú Lê làm tường rất tốt vừa rồi của Long Bin. Đình Trương tiếp tục là một pha hãm thành tiếp theo của November đối với đội hình bên phía Đoàn Hoàng. Chỉ những phút đầu thôi, November họ lập tức ép sân, pressing, gây những áp lực để có thể tìm kiếm những bàn thắng đầu tiên trong trận giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Đoàn Hoàng có vẻ họ chưa bắt kịp được nhịp độ trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Đứng trong khung gỗ của Đoàn Hoàng 9194 là thủ thành kinh nghiệm Phú Phủi, Năm Chân Vịt, một trong những thủ thành quá nổi tiếng của Phủi. Vũ Huy rất bình tĩnh. Một pha không hiểu ý nhau. Hưng Cú Lê, pha đánh chặn vừa rồi của tiền vệ đội trưởng Anh Dũng bên phía November. Rất chịu khó áp sát. Đá phạt biên cho bên phía November. Người đá phạt là Vũ Huy. Phản công cho bên phía Đoàn Hoàng. Pha đánh chặn rất tốt vừa rồi của Hưng Cú Lê. Nhưng vẫn là Hưng Cú Lê. Làm gì? Xuống đáy cho Long Bin. Đối mặt. Tỷ số là 1-0 cho bên phía November. Long Bin. Mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của bên phía November trong những phút đầu của hiệp 1.
Pha đánh chặn vừa rồi là của Hưng Cu Lê, ngay lập tức anh đã đưa ra một pha chuyền xuống đáy chuẩn mực dành cho Long Bin. Và Long Bin đã không phụ Hưng Cu Lê, anh đã có một cú chích mũi đánh bại thủ thành Nam Chân Vịt. Vừa rồi đã có pha phạm lỗi rất cần thiết của bên phía cầu thủ Đàng Hoàng đối với November. Pha qua người vừa rồi của Vũ Huy, lại là Long Bin đang có những lúng túng trong những pha chống bài đáy của bên phía Đàng Hoàng, rất chịu khó vệ sinh. Đình Trương pha qua người không thành công của Đình Trương. Mạnh Hà, tỷ số vừa rồi là 1-1. Ngay lập tức là câu trả lời sắc lẹm của bên phía Đoàn Hoàng. Chỉ một tình huống đầu tiên, hòa dứt điểm đầu tiên thôi. Ngay lập tức Hoàng Hà, anh đã cân bằng tỷ số cho bên phía Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng họ đang thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong những phút đầu. Chỉ một cơ hội đầu tiên thôi. Đầu tiên, hòa dứt điểm đầu tiên thôi. Ngay lập tức Hoàng Hà, anh đã cân bằng tỷ số cho bên phía Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng họ đang thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong những phút đầu. Chỉ một cơ hội đầu tiên thôi, họ đã biến cơ hội đấy thành bàn thắng, cân bằng tỷ số, đưa trận đấu chúng ta về vạch xuất phát. Hưng Cu Lê, Long Bin pha qua người không thành công. Đây là Vũ Huy sút xa, một pha sút xa bóng đi quá cao so với khung thành của thủ thành Nam Chân Vịt. Cùng giờ với trận đấu của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra rất nhiều trận đấu trong giải Serie B cũng như giải Serie A trong hệ thống VietFootball. Nam Chân Vịt, thủ thành có cái chân rất ngoan của giới phủi Hà Nội. Pha xuống đáy rất tốt dành cho Vũ Anh Quân, rất dứt khoát. Đây là Hà Thắng, đây là Vũ Huy. Long Bin pha lắc bóng quá lộ liễu của Long Bin đã bị bắt bài, rất bình tĩnh. Trong những phút vừa rồi, Thăng Long là một trong những điểm sáng hiếm hoi của bên phía Đoàn Hoàng. Vừa rồi là một pha qua người rất tốt của Hoàng Hà, một pha lắc bóng rất điệu nghệ, nhưng ngay lập tức là sự áp sát của Hưng Cu Lê. Pha đọc vị trí tình huống rất tốt của Hưng Cu Lê, anh đang phải theo rất sát Hoàng Hà. Mũi nhọn của bên phía Đoàn Hoàng, người mà vừa có một pha dứt điểm cân bằng tỷ số giúp trận đấu giao hữu chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay về vạch xuất phát. Có vẻ như sau những phút đầu, November họ chủ động tăng tốc cũng như có được bàn thắng, thì nhịp độ hiện tại của trận đấu, November họ không duy trì được tốc
độ cũng như những lần pressing tầm cao nữa rồi. Và ngay lập tức Hoàng Hà bên phía Đoàn Hoàng, anh đã có một pha sút bóng chuẩn mực để cân bằng tỷ số trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Nam Chân Vịt phá bóng không hiểu ý của Hoàng Hà, rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Dã như Hoàng Hà tập trung hơn thì có thể anh cũng phá dứt điểm uy hiếp khung thành thủ thành bên phía November. Đình Trường sau những phút đầu làm chủ trận đấu của November thì hiện tại Đoàn Hoàng họ mới là làm chủ được thế trận đấu. Hà Thắng lại là xung đáy, pha đánh chặn vừa rồi là của trung vệ Thắng TK bên phía November. Cùng với Hà Thắng, tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp bên phía Đoàn Hoàng là một trong những điểm sáng. Anh luôn luôn có những pha đánh chặn cũng như pha kèm người theo sát từng tình huống một của các tiền đạo mũi nhọn bên phía November. Pha phất bóng lên của bên phía November. Hà Thắng pha chuyền bóng quá tầm với của Long Bình. Thằng Long rất bình tĩnh chậm rãi. Khi Đoàn Hoàng họ đã có tỷ số cân bằng trận đấu thì ngay lập tức họ cũng không chủ động để có thể tăng tốc độ cũng như cũng pha những pha áp sát nhiều hơn đối với November. Đang có những sự vội vàng nhất định trong lối chơi của bên phía November khi họ được cho Đoàn Hoàng có tỷ số gỡ hòa. Hoàng Hà, Hoàng Hà quá khỏe. Phát biên cho bên phía November, được chiếc bóng hiện tại là Vũ Huy. Vừa rồi là một pha phạm lỗi cần thiết đối với Hưng Cu Lê. Một pha pressing tầm cao, phạm lỗi chiến thuật của các cầu thủ bên phía Đoàn Hoàng. Họ đang có những sự áp sát gây áp lực nhất định đối với November, khiến November họ rất lung túng trong những pha phối hợp vừa rồi. Thắng TK, Hưng Cú Lê liên tiếp Hưng Cú Lê, anh là người bị phạm lỗi trong hai tình huống gần đây nhất của bên phía November. Sẽ là một pha đá phạt chính diện khung thành thủ thành Nam Chân Vịt. Đứng trước bóng hiện tại đang là Hà Thắng và Long Bình, hai cầu thủ điểm nhấn điểm sáng của bên phía November mà hai người đã vừa phối hợp để có thể mở tỷ số của trận đấu. Hà Thắng sẽ là người đứng trước quả phạt này. Pha sút bóng không qua được hàng rào của Hà Thắng. Tiếp tục là pha đá biên cho bên phía November. Đây là Vũ Huy. Nguy hiểm. Vừa rồi là một pha đánh gót rất nhạy cảm của Long Bình, nhưng bóng đi đúng ở vị trí của thằng Long. Rất đáng tiếc trong pha đánh gót vừa rồi của Long Bình. Nam Chân Vịt, thằng Long xuống đáy rồi. Vừa rồi là một pha chuyền bóng quá mạnh, một pha phối hợp không hiểu ý nhau giữa hai cầu thủ bên phía Đoàn Hoàng. Pha chuyền bóng quá mạnh vừa rồi là của Vũ Anh Quân.
qua người rất tốt, pha qua bóng của Hưng Cu Lê. Đây là Vũ Huy, rất điệu nghệ, vẫn là Hưng Cu Lê. Sau những pha xoay sở rất điệu nghệ của Hưng Cu Lê, ngay lập tức anh đã bị Đình Huy bên phía Đoàn Hoàng pha bóng rất nhiệt, đóng pin. Pha phòng ngự vừa rồi là của Hoàng Hà, cầu thủ mà đã vừa ghi bàn gỡ hòa cho bên phía Đoàn Hoàng. Hà Đắng, pha phòng ngự rất chủ động của tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp bên phía Đoàn Hoàng. Đây là Vũ Huy, những sự áp sát cần thiết của Thăng Long. Xuân Quý, vừa rồi là một pha căng chân sút bóng. Cùng Minh Quang, Thăng Long pha tỉa khe, bóng không qua được Thắng TK ở bên phía November. Hưng Cu Lê, Vũ Huy, pha chuyền bóng quá sâu của Vũ Huy đã bị Nam Trần Vịt bắt bại. Ngay lập tức Nam Trần Vịt đưa ra một tình huống bóng khó đối với Đinh Huy của bên phía đồng đội mình. Pha chuyền bóng đã bị Thăng Long bắt bài. Rất bình tĩnh, đây là Hưng Cu Lê. Hà Thắng sẽ là một pha phạt góc tiếp theo cho bên phía November. Đứng trước bóng tiếp tục là Hà Thắng. Ngọc TK, Hoàng Hà phản công cho bên phía Đoàn Hoàng. Bên này là Đinh Huy, nguy hiểm. Rất đáng tiếc trong pha phối hợp vừa rồi của các cầu thủ bên phía Đoàn Hoàng. Pha phối hợp rất có đường nét của bên phía Đoàn Hoàng, suýt chút nữa rồi Quân Quý, anh đã có thể một pha dứt điểm đến với khung thành của thủ thành bên phía November. Pha chuyền bóng rất khó hiểu của Hưng Cu Lê. Hoàng Hà xuất xa, vừa rồi lại là một pha xuất xa uy hiếp khung thành của Hoàng Hà. Hà Thắng, Tú Sinh, sau những phút đầu của trận đấu, November càng về nửa của hiệp 1 thì November họ đang không. Ngay lập tức ban huấn luyện của bên November, anh đã tung Gia Tuấn vào sân để thay thế vị trí. Của Đinh Trường, Gia Tuấn trong những phút tiếp theo anh sẽ đá vị trí tiền vệ chia bài bên phía November. Long Bin, Hưng Cu Lê rất bình tĩnh. Hà Thắng, vừa rồi là một pha sút xa như xa sút của Hà Thắng. Thank you.
Nam chân vịt. Hoàng Hà đang phải lùi về rất sâu để có thể làm nhịp cũng như làm bóng cho anh em chơi. Ngọc TK. Gia Tuấn. Pha đá biên không qua được hà thắng của Tú Sinh. Nguy hiểm, Hoàng Hà. Vừa rồi là pha phòng ngự không hiểu ý nhau giữa Ngọc TK và Vũ Huy. Suýt chút nữa thôi, Hoàng Hà đã có pha lắc đầu để gây nguy hiểm đến khung thành của thủ thành bên phía November. Hoàng Hà. Pha đánh chặn vừa rồi của Vũ Huy. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ. Phản công cho November. Tú Sinh. Rất bình tĩnh. Đã có được Ngọc TK, vẫn là Tú Sinh. Gia Tuấn. Pha tỉa khe không qua được Thắng Long. Sẽ là một pha phạt biên cho bên phía November. Để chú bóng là Vũ Huy. Gia Tuấn. Hưng Cú Lê. Quá nghệ sĩ với pha bóng vừa rồi của Long Bình. Pha bóng nghệ sĩ không cần thiết của Long Bình. Tú Sinh. Đình Huy. Xuống đáy dành cho Hoàng Hà. Pha trả ngược không hiểu ý nhau phối hợp vừa rồi là của Đình Huy và Hoàng Hà. Vũ Huy. Hà Thắng. Bên này là Hưng Cú Lê. Pha quăng chân rất có hiểu của Hưng Cú Lê. Không hiểu là anh dùng mu hay dùng má ngoài với cú sút vừa rồi. Thời tiết của sân Long Biên trong buổi chiều ngày hôm nay là rất ưng ý. Có gió và nhiệt độ không quá lạnh. Văn Hiệp, tiền vệ đội trưởng bên phía Đoàn Hoàng. Đình Huy. Pha chuyền bóng dành cho Tú Sinh. Pha đưa bóng quá nhẹ của Tú Sinh. Vừa vào rồi đã bị thủ thành Nguyễn Thành bên phía November bắt bài. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là pha áp sát của anh Quân. Thằng Long. Pha không bóng quá chủ quan Thằng Long. Vũ Huy. Rất bình tĩnh. Ngọc TK. Trọng tài Trương Đình Hoàng đã vừa rồi có một pha thổi phạt đối với Hoàng Hà. Ngọc TK là người đứng trước quả đá phạt này. Pha chuyển bóng quá mạnh với đà di chuyển của Long Bin. Tú Sinh. Đình Huy. Rất nhịp nhàng. Thằng Long xoay sở rất tốt. Đã có được Hưng Cú Lê. Vẫn là Thằng Long. Bên này là Hoàng Hà. Đình Huy. Tắt rồi. Long Bin. Gia Tuấn. Rất có nhịp. Đây là Hà Thắng. Rất đáng tiếc trong hòa bóng phối hợp vừa rồi của Hà Thắng. Giá như Hà Thắng có pha đưa bóng chuẩn xác hướng tới vị trí của Vũ Huy thì rất có thể
Vũ Huy đã có một pha đối mặt với năm chân vịt. Mạnh Cường sẽ là thay vị trí của anh Quân trong những phút tiếp theo bên phía Đoàn Hoàng. Hà Thắng làm gì? Pha chuyền bóng quá nhẹ của Hà Thắng đã bị Nam Trung Việt bắt bài. Đình Huy, bóng đang trong chân Thăng Long. Đình Huy, Văn Hiệp rất chậm rãi. Bóng năng trong chân Thăng Long, một trong những điểm sáng. Thăng Long, anh có kỹ thuật, anh có thể hình, và cái tiếp theo anh có sự tập trung trong từng pha bóng. Xuống đáy, đây là Hà Thắng. Pha phòng ngự rất lăn xả của tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ bên phía November. Gia Tuấn, pha áp sát vừa rồi là của Tú Sinh. Đã có những nhắc nhở của trọng tài Trương Đình Hoàng với pha vào bóng vừa rồi của Tú Sinh. Gia Tuấn, đây là Hưng Cu Lê. Gia Tuấn đi bóng, pha đánh chặn vừa rồi của Hoàng Hà. Phản công cho bên phía Đoàn Hoàng. Pha đánh chặn của Hoàng Hà tốt bao nhiêu thì pha chuyền bóng điểm trừ trong pha phản công vừa rồi của Hoàng Hà. Thăng Long, pha chuyền dài của Thăng Long đã bị Ngọc TK bắt bài. Phạt biên cho bên phía Đoàn Hoàng, vẫn là Thăng Long. Đình Huy rất chậm rãi. Có thể thấy trong khung thành của bên phía Đoàn Hoàng, thủ thành năm chân vịt, anh là người chơi chân rất tốt, cho nên những pha chuyền bóng về của các cầu thủ bên phía Đoàn Hoàng, họ rất tự tin khi phô với ngôn. Đây là Hoàng Hà, đã qua được Ngọc TK. Gia Tuấn, bên này là Hưng Cu Lê. Xuống đáy dành cho Long Minh. Pha đưa bóng vào đã bị Đình Huy bắt bài, vừa rồi là của Long Bình. Đình Huy sẽ là người được cho ra nghỉ. Danh Ngọc là người sẽ được tung vào sân trong những phút tiếp theo của bên phía Đoàn Hoàng. Pha sút bóng thẳng vào lưới của Gia Tuấn. Vũ Huy rất bình tĩnh. Ngọc Tây Cả, Tú Sinh, bên này là Hoàng Hà. Làm gì? Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Những sự thiếu tập trung, những sự chủ quan của hàng phòng ngự bên phía November, ngay lập tức họ đã phải trả giá với bàn thắng. Một pha sút xa mẫu mực của Thăng Long, tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Những phút đầu November họ là người ghi bàn trước, còn trong những phút tiếp theo của hiệp 1 thì Đoàn Hoàng họ mới là chủ trận đấu. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa của Hoàng Hà, sinh khí của bên phía Đoàn Hoàng họ lên rất cao. Ngay lập tức họ đã có bàn thắng tiếp theo, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Thăng Long, Thăng Long điểm sáng tiền vệ của bên phía Đoàn Hoàng. Nguy hiểm,
Có thể thấy là những phút vừa rồi, trong những phút vừa rồi thì vị trí trung vệ của bên phía November là Ngọc TK, anh luôn luôn có những pha chơi bóng rất chủ quan. Đỉnh điểm là pha ghi bàn vừa rồi của Thăng Long. Pha chơi bóng quá thiếu chủ quan và thiếu sự tập trung của Ngọc TK đã khiến họ phải trả giá với bàn thắng của Thăng Long. Hoàng Hà đánh đầu rất có ý đồ. Hoàng Hà, anh đang là trong những điểm sáng, một trong những mũi nhọn rất nguy hiểm bên phía Đoàn Hoàng, luôn luôn là những pha dứt điểm hay những pha chuyền bóng có ý đồ của đội Hoàng Hà. Vừa rồi là pha đánh đầu chuyền bóng hướng bóng tới Tú Sinh. Hà Thắng, bóng đang trong chân Vũ Huy. Gia Tuấn rất bình tĩnh, vẫn là Hà Thắng đang có những sự vội vàng của bên phía November khi mà họ đã bị Đoàn Hoàng nâng tỷ số lên 2-1 trong những phút vừa rồi. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha không bóng không thành công của Mạnh Cường. Pha phất bóng quá mạnh và thiếu chuẩn xác của Vũ Huy dành tới vị trí của Long Bin. Thăng Long, anh Ngọc pha chuyền bóng bẻ gãy người của anh Ngọc đối với Mạnh Cường trong pha bóng vừa rồi. November trong những phút đầu của hiệp một họ làm chủ trận đấu, nhưng càng về cuối hiệp, sự thiếu tập trung của họ đã khiến họ phải trả giá, và cái giá là 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Ngọc TK đang là một trong những điểm trừ trong hiệp một của bên phía November. Tú Sinh, vừa rồi là pha bóng của Trung Hà. Hà Thắng, Ngọc TK, phạt biên cho bên phía November. Đây là Hà Thắng, Ngọc TK, Gia Tuấn. Vừa rồi là một pha xoay sở sút bóng của Gia Tuấn, bóng đi quá thiếu chính xác. Nam Chân Vịt pha ném bóng dành cho Thăng Long. Vũ Huy, Mạnh Cường rất bình tĩnh. Anh Ngọc, Nam Chân Vịt quá phiêu lưu với những pha bóng phối hợp vừa rồi của Nam Chân Vịt. Anh Ngọc xuống đáy dành cho Thăng Long. Ngay lập tức là pha phạm lỗi của Thăng Long đối với Vũ Huy. Ngọc TK đánh chặn rất tốt của Thăng Long. Thăng Long vừa rồi là một pha sút xa tiếp theo của Thăng Long. Pha sút xa quá bất ngờ của Thăng Long, nhưng sự tập trung của thủ thành Nguyễn Thành bên phía November đã có pha đấm bóng cứu tua trong pha bóng vừa rồi.
pha đưa bóng vào phạt góc vừa rồi là của Trung Hà. Tiếp tục là pha đá phạt biên cho bên phía Đoàn Hoàng. Anh Ngọc, Nam Chân Vịt, rất tự tin chơi bóng và chơi bài. Pha đi bóng quá dài vừa rồi là của Mạnh Cường. Gia Tuấn, dưới đáy đang là Hưng Cu Lê, rất nhịp nhàng. Hà Thắng, vẫn là Gia Tuấn. Vũ Huy làm gì? Pha chuyền bóng đã bị tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp bên phía Đoàn Hoàng bắt bài. Đá biên cho bên phía November. Trung Hà, phạt biên cho bên phía Đoàn Hoàng. Đây là Anh Ngọc. Văn Hiệp, Nam Chân Vịt, rất bình tĩnh và chậm rãi. Pha chuyền bóng rất có ý đồ hướng tới vị trí của Trung Hà. Pha áp sát cần thiết vừa rồi là của Anh Ngọc đối với Vũ Huy. Thăng Long, vẫn là Thăng Long, quá khỏe và quá kinh nghiệm. Đoàn Hoàng trong những phút vừa rồi họ đang chủ động phối hợp tại sân nhà cầm lại nhịp độ trận đấu. Anh Ngọc phạt biên nhanh cho bên phía Đoàn Hoàng. Đây là Trung Hà, nguy hiểm, bóng vừa chạm sang ngang của bên phía November. Hàng phòng ngự của bên phía November thi đấu quá thiếu tập trung, có vẻ như gáo nước lạnh. Tỷ số nâng lên 2-1 vừa rồi của Đoàn Hoàng chưa khiến hàng trung vệ của bên phía November họ tỉnh. Vừa rồi là pha bóng chậm sang ngang rất đáng tiếc của bên phía Đoàn Hoàng. Mạnh Cường đi bóng rất kinh nghiệm. Pha nhả bóng quá hay vừa rồi của Hoàng Hà dành cho Trung Hà. Pha cứa lòng của Trung Hà, bóng đi quá mạnh và thiếu chuẩn xác. Giá như anh chỉn chu hơn cho pha dứt điểm vừa rồi thì có thể tỷ số được nâng lên rồi. Gia Tuấn, Long Bin, vẫn là Long Bin, rất khỏe. Đây là Hà Thắng đối mặt với Dân Hiệp, quá chậm. Và ngay lập tức pha bóng vừa rồi cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu hiệp 1. Trọng tài Trương Hoàng vừa rồi đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Đoàn Hoàng và November. Tỷ số là 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng.
Xin kính mời tất cả quý vị đã trở lại với hiệp 2 của trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ November và câu lạc bộ Đoàn Hoàng 91-94. Trong hiệp 2 thì bên phía November họ đang có những sự thay đổi. Phan Anh và Lợi Mõ sẽ là người được cho vào sân. Còn bên phía Đoàn Hoàng họ đã giữ nguyên đội hình của mình như trong hiệp 1. Anh Ngọc rất tự tin chuyển bóng về phối hợp với Nam Chân Vịt. Đây là Hoàng Hà. Pha phất bóng quá mạnh của Hoàng Hà so với đà di chuyển. Gia Tuấn, tiền vệ chơi bài bên phía November. Hưng Cú Lê. Phan Anh. Pha tung móc rất ngẫu hứng vừa rồi của anh Ngọc sẽ là một pha đá biên cho bên phía November. Cũng giống như trong hiệp 1 thì November những phút đầu của hiệp 2 họ cũng đang chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu để có thể tìm kiếm bàn thắng. Pha chuyền bóng quá khó hiểu vừa rồi. Là của Đình Trương. Hà Thắng. Hưng Cú Lê. Rất bình tĩnh phối hợp. Hưng Cú Lê. Lợi Mõ. Và phối hợp không hiểu với nhau giữa Hưng Cú Lê và Lợi Mõ. Mạnh Cường. Phan Anh. Phá bóng rất dứt khoát vừa rồi của tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp bên phía Đoàn Hoàng. Gia Tuấn. Vũ Huy. Vẫn là Gia Tuấn. Lắc rồi. Quá đông những cái bóng áo cam xung quanh Gia Tuấn. Quá khó để anh có thể tìm kiếm những sự hỗ trợ các đồng đội mình. Hoàng Hà. Pha phạm lỗi chiến thuật của Mạnh Cường đối với Gia Tuấn. Sẽ là một pha đá phạt rất xa so với khung thành của thủ thành Nam Chân Vịt. Gia Tuấn sẽ là người đứng trước quả đá phạt này. Hà Thắng lắc bóng. Chuyền bóng về đánh cho Đình Trương. Vẫn là Đình Trương, rất bình tĩnh. Gia Tuấn làm gì? Hà Thắng. Pha chơi bóng quá thiếu tập trung của Hà Thắng là mất đi cơ hội vừa rồi của bên phía November. Đình Trương. Hưng Cú Lê. Pha đỡ bóng bằng ngực không tốt của Hưng Cú Lê. Phản công. Đang có những va chạm. Pha không bóng quá đáng tiếc của Trung Hà trong tình huống bóng vừa rồi. Vừa rồi là một pha phạm lỗi của Đình Trương đối với Thăng Long. Mũi nhọn tấn công của bên phía Đoàn Hoàng. Điểm sáng của Đoàn Hoàng. Tiền vệ Thăng Long. Người mà tung ra một cú sút mẫu mực nâng tỷ số lên 2-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Đá phạt đứng trước bóng đang hiện tại đang là Trung Hà. Trung Hà. Pha sút bóng thẳng đến vị trí của thủ thành Nguyễn Thành bên phía November. Phạt góc cho bên phía Đoàn Hoàng.
Anh Ngọc. Rất bình tĩnh phối hợp với nhau. Có vẻ như Đoàn Hoàng, họ không phải quá vội vã trong những pha phối hợp. Khi tỷ số đang là 2-1, Mạnh Cường rất bình tĩnh, top pressing. Đấy là Thằng Long. Pha áp sát vừa rồi là của Đinh Trương. Không có lỗi, vẫn là Đinh Trương. Quá chậm với pha phối hợp vừa rồi. Anh Ngọc. Đây Phan Anh. Đang có những sự bối rối nhất định của các cầu thủ hai bên câu lạc bộ Đoàn Hoàng và bên phía November. Luôn luôn là những pha xoay sở, những pha chuyền bóng quá khó hiểu của cầu thủ hai bên. Anh Ngọc. Văn Hiệp. Nam Xuân Vịt quá bình tĩnh chia bài. Có Nam Xuân Vịt trong khung gỗ thì Đoàn Hoàng họ gần như có thêm khoảng 50% sức mạnh của đội bóng. Trời chân quá tốt của Nam Xuân Vịt. Đây là Hà Thắng. Đình Trương. Pha chuyền bóng quá sâu của Đình Trương. Văn Hiệp. Đây là Anh Ngọc. Quá khó hiểu trong pha xoay sở vừa rồi, chuyền bóng vừa rồi của Anh Ngọc. Sự áp sát vừa rồi của Hưng Cu Lê đã khiến Văn Hiệp phải phá bóng ra. Gia Tuấn. Lợi Mõ đang phải lùi về rất sâu để làm bóng. Đình Trương. Đây là Hà Thắng. Quá rườm rà trong pha xử lý vừa rồi của Hà Thắng. Lợi Mõ xuống đáy dành cho Phan Anh. Vẫn là Phan Anh. Vẫn là Phan Anh. Trung Hà. Pha lùi về phòng ngự vừa rồi là của Lợi Mõ. Nếu như không có Lợi Mõ trong pha lùi về phòng ngự vừa rồi thì rất có thể Trung Hà anh đã có một pha đối mặt với thủ thành bên phía Đoàn Hoàng. Mạnh Cường. Pha phất bóng quá mạnh của Nam Chân Vịt. Bóng không hướng tới vị trí nào của đồng đội mình bên phía Đồng Hoàng. Người vào sân tiếp theo cho đội của Đồng Hoàng là Hoàng Vũ, thay thế vị trí của Mạnh Cường. Tiếp theo là sự thay thế của Hoàng Minh đối với Anh Ngọc. Gia Tuấn. Rất bình tĩnh xử lý vừa rồi là của Phan Anh. Nhưng pha sút bóng tiếp theo của Phan Anh, bóng đi quá nhẹ, không làm khó được thủ thành Nam Chân Vịt. Gia Tuấn. Vừa rồi là một pha sút xa rất cơ lực của Gia Tuấn, nhưng vẫn là sự xuất sắc của Nam Chân Vịt đã từ chối cơ hội sút xa vừa rồi của Gia Tuấn. Trung Hà rất chịu khó áp sát. Gia Tuấn. Đây là Hà Thắng. Phan Anh đối mặt với Văn Hiệp.
Pha phòng ngự rất tốt của Văn Hiệp. Đây là Trung Hà. Xuân Vũ. Vẫn là Xuân Vũ. Hoàng Hà. Pha không bóng quá mạnh của Hoàng Hà làm mất đi cơ hội phản công trong tình huống vừa rồi của bên phía Đoàn Hoàng. Hưng Cù Ly. Trong hiệp 2 thì trung vệ của bên phía November không phải là Ngọc TK nữa mà sẽ là Hà Thắng. Một người có thể hình không kém gì Ngọc TK. Đứng trước quả đá phạt hiện tại của Đoàn Hoàng là Thăng Long. Pha sút bóng không cho ai của Thăng Long. Có vẻ như Đoàn Hoàng họ không có gì phải vội vàng với những pha phối hợp cuối cùng của mình khi mà tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-1 nghiêng về họ. Hưng Cú Lê không bóng rất mềm. Phạt góc cho bên phía Đoàn Hoàng. Đứng trước bóng là Hoàng Minh. Người đá phạt hiện tại đang là Trung Hà. Thăng Long. Pha sút bóng rất mạnh của Thăng Long. Nếu như không có Lợi Mõ trong pha bóng vừa rồi thì rất có thể sẽ là một pha bóng rất nguy hiểm với thủ thành bên phía November. Liên tiếp là những pha cản phá của Lợi Mõ. Và tiếp tục sẽ là một pha đá phạt góc cho bên phía Đoàn Hoàng. Và chỉ ít phút nữa thôi thì trận đấu vòng loại World Cup giữa hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển Oman sẽ diễn ra. Vào hồi 19 giờ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với đội tuyển Việt Nam thì gần như cơ hội của họ đi tiếp trong vòng loại World Cup gần như là không có rồi. Nhưng họ sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì lòng tự tôn dân tộc. Pha chuyền bóng rất có ý đồ vừa rồi là của Hoàng Hà. Đây là Hà Thắng. Với Oman thì họ vẫn phải có điểm số, cần có điểm số trước đội tuyển Việt Nam để có thể trong cuộc đua dẫn vào vòng loại. Đây là Gia Tuấn. Pha duỗi mù rất mạnh của Gia Tuấn. Hoàng Minh. Xoay sở, bóng không qua được Lợi Mõ. Trong những phút vừa rồi hiệp 2 thì Lợi Mõ điểm sáng của bên phía November. Anh rất chịu khó tranh chấp cũng như pressing. Quá cô độc cho phòng vừa rồi là của Hưng Cô Lê. Đây là Hoàng Hà. Hoàng Hà. Pha sút bóng rất có ý đồ của Hoàng Hà. Ngay lập tức đã bị Hà Thắng đánh chặn. Tiếp tục là một pha phạt góc cho bên phía Đoàn Hoàng. Gia Tuấn.
Lợi Mẫu, đây là Đình Trương, Gia Tuấn, pha bóng vừa rồi đã bị Thăng Long bắt bài và đá phạt biên cho bên phía November. Đình Trương, vẫn là Đình Trương, bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ November. Đình Trương, liên tiếp là những pha sút bóng quá thiếu chuẩn xác của Đình Trương. Và ngay lập tức thì bên phía ban huấn luyện November, họ đang thấy được những tín hiệu tích cực trong những pha bóng. Họ đã tung quân bài chiến lược là Vũ Huy vào sân để có thể gia tăng sức ép tấn công đối với các cầu thủ Đoàn Hoàng, Hoàng Hà. Bên này là Trung Hà. Pha xử lý cuối cùng của Trung Hà, anh đã đưa ra một pha xử lý quá khó hiểu. Với đội hình của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay thì sự ra sân của bộ ba tiền vệ trung tâm là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Quang Hải sẽ là những mũi nhọn tấn công của bên phía đội tuyển Việt Nam. Bên phía trên hỗ trợ sẽ là Tuấn Linh, Tiến Linh, Tuấn Hải. Lợi Mõ, đây là Vũ Huy. Hà Thắng, Vũ Huy đi bóng, Gia Tuấn, rất quá ít sự hỗ trợ đối với Gia Tuấn trong bóng vừa rồi. Pha chuyển hướng của Gia Tuấn, Vũ Huy, pha xử lý quá khó hiểu của Vũ Huy. Phát biên cho bên phía November. Ngay lập tức là sự thay đổi nhân sự của bên phía Đoàn Kết, Đoàn Hoàng. Phú Sơn sẽ là người được vào sân thay thế cho vị trí của Hoàng Minh. Đứng trước quả phạt biên đang là Lợi Mõ. Gia Tuấn, không việc gì phải vội. Đây là Hà Thắng. Hà Thắng, pha đánh chặn vừa rồi của Thăng Long, phản công cho bên phía Đoàn Kết, nguy hiểm, pha không bóng quá đắc, vẫn là các cầu thủ Đoàn Hoàng. Pha không bóng quá khó hiểu của Phú Sơn, làm mất đi cơ hội phản công cho bóng vừa rồi của cầu thủ Đoàn Hoàng. Hoàng Vũ, nguy hiểm, pha dứt điểm cuối cùng vừa rồi là của Phú Sơn. Liên tiếp chỉ ít phút thôi, Phú Sơn, anh vừa vào sân nhưng ngay lập tức anh đã có những cái cơ hội rất nguy hiểm để đối mặt với khung thành thủ thành bên phía November.
Hà Thắng. Đoàn Hoàng vẫn vậy, họ vẫn nguy hiểm trong những pha rình rập và phản công của mình. Bởi bên trên họ có Hoàng Hà rất lắt léo. Trung Hà rất bình tĩnh. Sẽ là một pha đá phạt biên tiếp theo của các cầu thủ November. Kỳ Thanh sẽ là người được tung vào sân để đá vị trí tiền đạo bên phía November. Đây là Lợi Mõ. Gia Tuấn. Phát biên lên cho bên phía Đoàn Hoàng. November, hiệp 2 họ cầm bóng rất nhiều, nhưng những cơ hội nguy hiểm nhất thì lại thuộc về bên phía Đoàn Hoàng. Kỹ Thanh. Pha phòng ngự rất tốt vừa rồi của Thăng Long. Năm chân vịt. Pha chơi bóng quá thiếu tập trung của Nam Chân Vịt. Anh đang có thừa sự nghệ sĩ trên sân, nhưng sự tập trung của anh đang là điểm âm. Đây là Hà Thắng, sút xa. Một pha sút bóng quá nhẹ của Hà Thắng đã bị Nam Chân Vịt bắt bài. Nam Chân Vịt đang có những sự bối rối nhất định của Nam Chân Vịt. Phú Sơn rất bình tĩnh. Đây là Trung Hà. Hoàng Hà làm gì? Hoàng Hà! Tỷ số được nâng lên thành 3-1 cho bên phía Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng, họ quá nguy hiểm cho những pha phản công của mình. Chúng ta cùng xem lại pha phản công cũng như pha xử lý vừa rồi. Pha đặt lòng của Hoàng Hà cực kỳ chuẩn mực. Đoàn Hoàng họ không quá cầm nhiều bóng, nhưng những cơ hội nguy hiểm và những tỷ số thì đã đến với họ trong phút vừa rồi của hiệp 2. Kỹ Thành. Những sự thay đổi nhân sự của bên phía November chưa cho họ được những tín hiệu tích cực thì ngay lập tức họ đã phải trả giá. Đây là Kỹ Thành. Hưng Cú Lê quá chậm. Gia Tuấn. Như vậy đã có một pha penalty cho bên phía November. Người để bóng chạm tay trong phòng vừa rồi là Thăng Long. Trận đấu đang trôi về cuối hiệp 2. Nhưng tốc độ cũng như những tình huống nguy hiểm của hai bên, với Đoàn Hoàng họ đã có tỷ số nâng lên thành 3-1. Còn với November, hiện tại họ đang có đứng trước cơ hội để có thể rút ngắn tỷ số. Nguy hiểm. Quá đáng tiếc trong pha rút bên vừa rồi của Hà Thắng. Nam Chân Vịt quá xuất sắc trong pha bóng cản vào bên vừa rồi. Trung Hà. Hưng Cú Lê. Một trong những cơ hội hiếm hoi để có thể rút ngắn tỷ số cho bên phía November, nhưng ngay lập tức đã bị Nam Chân Vịt tỏa sáng kịp thời, cứu một bàn thua cho bên phía Đoàn Hoàng. Pha sút men của Hà Thắng đã bị Nam Chân Vịt bắt bài. Để Gia Tuấn. Bên này là Hưng Cú Lê. Gia Tuấn chơi rồi. Rất đáng tiếc trong pha dứt điểm cuối cùng của Vũ Huy. Những tín hiệu tích cực
bên phía November. Họ liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm đến với khung thành của Thành Nam Chân Vịt. Nhưng mà Nam Chân Vịt anh vẫn là sự xuất sắc của bên phía Đồng Hoàng. Thăng Long, bên này là Hưng Cu Lê, phản công cho bên phía Đoàn Hoàng. Phú Sơn, pha chuyền bóng cuối cùng của Phú Sơn lại không qua được Lợi Mõ. Đoàn Hoàng họ quá nguy hiểm trong những pha phản công của mình. Với hai bàn vốn liếng đã có, Đoàn Hoàng họ rất chủ động cầm nhịp độ trận đấu. Pha chuyền bóng quá khó hiểu vừa rồi là của Thăng Long. Gia Tuấn, bây giờ là Lợi Mõ xuống đáy. Rất đáng tiếc cho pha dứt điểm cuối cùng của Kỹ Thành. Phản công cho bên phía Hoàng Hà, đây là Anh Ngọc. Làm gì? Pha đưa bóng vào đã bị Long Minh bắt bài. Nhịp độ trận đấu của chúng ta những phút cuối cùng của hiệp 2 đang được đẩy lên rất cao. Gia Tuấn, pha xử lý quá khó hiểu Gia Tuấn. Bóng đang trong chân của Trung Hà. Long Minh sẽ là người vào sân trong phút cuối cùng của hiệp 2 để tìm kiếm cơ hội gia tăng, rút ngắn tỷ số. Kỹ Thành quá rườm rà và quá khó hiểu trong pha xử lý của Kỹ Thành. Sẽ là một pha đá phạt biên lên của bên phía Đoàn Hoàng. Đây là Thăng Long, pha mắt lác rất điệu nghệ của Thăng Long. Trung Hà đổ xuống đánh. Vừa rồi là một pha phối hợp rất bài bản của bên phía Đoàn Hoàng. Họ đưa bóng ra hai biên, và khi hai biên đưa bóng xuống đáy tới vị trí của Anh Ngọc, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Anh Ngọc lại là không tốt. Vũ Huy, Gia Tuấn, Long Minh. Lợi Mỗ lắc bóng, vẫn là Lợi Mỗ. Pha lắc bóng rất tốt của Lợi Mỗ, nhưng Kỹ Thành anh đã không hiểu ý của Lợi Mỗ trong pha bóng di chuyển vừa rồi. Anh Ngọc làm gì? Rất chậm rãi. Bên phía này là Hoàng Vũ, nguy hiểm. Vừa rồi tiếp tục là một trong những cơ hội trôi qua rất đáng tiếc của bên phía Đoàn Hoàng. Pha đưa bóng tới cột hai của Hoàng Vũ, tìm tới vị trí của Anh Ngọc, nhưng anh đã không tận dụng được cơ hội trong những pha dứt điểm vừa rồi. Vũ Huy, đây là Lợi Mõ rất bình tĩnh đi bóng, vẫn là Vũ Huy. Liên tiếp là những pha chuyền bóng quá khó hiểu của Vũ Huy, những sự phản kháng yếu ớt của bên phía November. Long Minh khấu ngực rất tốt, ngay lập tức là một pha chuyền bóng trả ngược lại dành cho thủ thành Nam Chân Vịt của Long Minh. Hoàng Vũ, bên này là Trung Hà, quá khỏe. Cuối hiệp 2 thôi mà Trung Hà anh đang vẫn quá khỏe những pha di chuyển miệt mài của mình. Gia Tuấn, đè Lợi Mõ. Liên tiếp là những pha phối hợp quá khó hiểu của cầu thủ bên phía November, chưa cho họ được những tín hiệu tích cực trên bảng điểm tỷ số. Văn Hiệp, Thăng Long đã qua được Lợi Mõ. Bên này là Hoàng Vũ. Pha chuyền bóng đã bị Long Minh bắt bài. Bóng đang trong chân November. Đây là Gia Tuấn. Kỹ Thành làm gì? Hà Thắng xuống đáy dành cho Gia Tuấn. Pha đưa bóng vào đã bị Trung Hà bắt bài.
Trung Hà đang cho thấy rằng nền tảng thể lực của anh đang quá sung mãn. Cú hiệp 2 thôi nhưng anh vẫn lên công về thủ. Đây là Vũ Huy. Gia Tuấn. Sút xa. Một pha sút xa mẫu mực của Gia Tuấn. Tỷ số được rút ngắn thành 2-3 cho bên phía November. Những phút tiếp theo của trận đấu của chúng ta sẽ rất gay cấn khi mà cách biệt chỉ là một bàn thôi. Trung Hà quá khỏe. Máy chạy Trung Hà của bên phía Đoàn Hoàng. Anh vẫn đang quá khỏe, miệt mài di chuyển. Bên biên. Đây là anh Ngọc. Làm gì? Gia Tuấn. Trung Hà không hiểu hôm nay anh có động lực gì mà anh lại khỏe như vậy. Máy chạy của bên phía Đoàn Hoàng. Vũ Huy. Lợi Mõ. Bóng ra cho dân Vũ Huy. Gia Tuấn. Rất nhịp nhàng. Bên này là Hà Thắng. Hà Thắng. Pha sút bóng đúng vị trí của thủ thành Nam Chân Vịt. Gia Tuấn. Liên tục là những tín hiệu pressing. Gia tăng nhịp độ trận đấu của bên phía November để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong buổi chiều ngày hôm nay. Gia Tuấn. Phản công cho bên phía Đoàn Hoàng. Đây là anh Ngọc. Vừa rồi là một pha bóng lui về phòng ngự có lỗi của Lợi Mõ đối với anh Ngọc. Pha phạm lỗi rất cần thiết của Lợi Mõ trong pha bóng vừa rồi. Sút phạt cho bên phía Đoàn Hoàng. Đứng trước bóng hiện tại đang là Thăng Long. Thăng Long. Vũ Huy. Bên phía ban huấn luyện của November, họ đang có những tín hiệu thay đổi tiền đạo. Hoàng Tuấn sẽ là người vào sân thay thế cho vị trí của Kỹ Thành. Vẫn là sự xuất sắc của tiền vệ đội trưởng Văn Hiệp bên phía Đoàn Hoàng. Gia Tuấn. Hà Thắng. Bây giờ là Lợi Mõ. Lắc bóng. Hà Thắng làm gì? Sút xa. Pha sút bóng trúng người của Thăng Long. Phạt biên cho bên phía November. Gia Tuấn đứng trước quả phạt biên này. Vẫn là Gia Tuấn. Vũ Huy. Pha bóng nó bị Thăng Long đánh chặn. Phát biên lên cho bên phía Đoàn Hoàng. Trung Hà là người đỡ phát biên. Pha bắt bóng rất chắc tay của thủ thành bên phía November.
Lợi Mõ. Tiếp tục là pha đá phạt biên của Trung Hà. Anh Ngọc. Hoàng Tuấn, đây là Gia Tuấn. Long Bin. Rất chậm. Gần như không có sự hỗ trợ của các đồng đội bên phía November đối với Long Bin. Gia Tuấn. Điểm sáng của bên phía November vẫn là Vũ Huy. Pha không bóng quay lưng rất đáng tiếc vừa rồi của Hoàng Tuấn. Phản công cho bên phía Đặng Hoàng. Bây giờ là anh Ngọc. Làm gì? Thằng Long. Anh Ngọc. Pha xử lý cuối cùng của anh Ngọc đã khiến cơ hội của bên phía Đặng Hoàng trôi qua trong gang tấc. Trọng tài Trương Minh Hoàng, anh đã nhìn đồng hồ. Gia Tuấn. Hoàng Tuấn. Pha chuyền bóng quá mạnh của Hoàng Tuấn. Có vẻ như tỷ số 3-2 sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Pha bắt bóng trên không rất tốt vừa rồi thủ thành bên phía November. Phạt biên cho bên phía Đoàn Hoàng. Hoàng Vũ. Trung Hà. Pha đờ mi vô lê để có của Trung Hà thôi. Hà Thắng. Những cơ hội cuối cùng trong những giây phút cuối cùng của hiệp hai. Vũ Huy phối hợp với Gia Tuấn. Đi bóng vẫn là Gia Tuấn. Hà Thắng. Làm gì? Hà Thắng. Rất đáng tiếc trong pha sút bóng cuối cùng của Hà Thắng. Bóng đi vào mép lưới của khung thành của thủ thành Nam Chân Vịt. Anh Ngọc. Pha bóng áp sát vừa rồi của Lợi Mõ. Bóng đang trong chân Long Bin. Đây là Gia Tuấn. Pha bóng lăn xả của tiền vệ đội trưởng bên phía Đoàn Hoàng. Cơ hội cuối cùng. Và ngay lập tức cú sút vừa rồi của Long Bin là một trong những cú sút cuối cùng của trận đấu của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Tỷ số là 3-2 nghiêng về Đoàn Hoàng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tường thuật trực tiếp của Kết Nối Bóng Đá.